Túi Atula. Trong thế giới Atula có nhiều túi trống lắm. Nếu không cẩn thận, sau khi qua đời, chúng ta sẽ rơi vào một túi. Một khi đã rơi vào túi đó rồi, thì không thể kiểm soát nữa. Đó là vì sao chúng ta nghe nói về ma trôi nổi đây đó. Họ không thể ở yên tại một chỗ. Họ trôi nổi khi gió thổi bay. Nếu không có gió, thì họ ngừng nơi đó. Họ không thể ăn và không có chỗ để sống. Họ không thể nói chuyện và không thể đi bất cứ nơi nào họ muốn. Họ không được tự do. Đó là vì họ bị rơi vào cái gọi là túi Atula. Nó giống như một loại túi ni lông. Trên hành tinh địa cầu có một loại khinh khí cầu. Khinh khí cầu nổi trong không khí và có cái giỏ ở dưới cho người ngồi trong. Nếu chúng ta bị ném vào túi Atula thì cũng giống như bị ném vào trong cái giỏ treo bên dưới khí cầu hydro. Chúng ta không tìm được cách để kiểm soát, do đó chúng ta nói là ma rất đau khổ. Đó là bởi vì khi còn sống trên thế giới này và vẫn còn có cơ hội để kiểm soát, chúng ta không chịu làm. Chúng ta không tận dụng thời gian quý báu trên cõi ta bà để hoạch định kiếp sống tương lai của mình. Cho nên khi đi ra, chúng ta bị nghiệp xấu làm cho sợ hãi và bị các ma quỷ khác làm cho kinh hoàng. Chúng ta chạy khắp nơi vô định hướng, rồi lại rơi vào thân người, hoặc rơi vào thân thú vật, hay rơi vào địa ngục, hoặc rơi vào cái gọi là túi trong cảnh giới Atula. Rồi không tìm được cách để kiểm soát. Chỉ khi nào có thân người, chúng ta mới có thể kiểm soát được. Chúng ta có thể quyết định tương lai của mình và chọn nơi nào để sống. Nó không thật sự xảy ra trong tương lai. Chúng ta có thể đến các nơi khác để sống, rồi đi tới đi lui. Tới lui như vậy. Nó trở thành một thói quen. Sau này khi ra đi, chúng ta sẽ biết mình muốn đi đâu. Bởi vì chúng ta đã quen đi tới đi lui rồi. Chỉ vậy thôi. Nếu không, sau khi chết, hơn phân nữa chúng ta sẽ rơi vào túi Atula, rồi trôi nổi đây đó như thế. Chúng ta có thể sống vài trăm năm, nhưng vô ý nghĩa và quá đau khổ. Có rất nhiều thứ trên thế giới này giống như cạm bẫy, chờ đợi những linh hồn trôi nổi. Đó là công việc của ma. Trong lão giáo, chúng ta đề cập đến cái gọi là ma, là âm. Có âm và có dương. Hiện giờ chúng ta đi tìm dương. Sau khi chết, âm sẽ có rất nhiều quyền kiểm soát. Khi còn sống, chúng ta có cả hai âm và dương. Có thể chọn để lấy dương và không lấy âm. Sau khi chết, dương biến mất và chúng ta không có lựa chọn. Chúng ta chỉ có được âm thôi. Lúc đó đã quá muộn. Master Thanh Hải, Vô Thượng Sư khai thị tại Formosa vào năm 1988. Chiến tranh Atula. Vấn, có thể có chiến tranh trong ba cảnh giới thiên đàng chăng? Đánh nhau. Dạ, đánh nhau. Ví dụ như chúng sinh trên thiên đàng đánh nhau, hay chúng sinh thiên đàng đánh nhau với chúng sinh địa ngục, đang tìm cách đi lên. Sư phụ, thiên đàng và địa ngục mà quý vị đang nói đến là ở cảnh giới Atula. Cảnh giới Atula có thiên đàng và địa ngục. Tôi đã nói với quý vị rồi. Và người địa ngục tìm cách gây ấn tượng với thiên đàng. Họ là láng giềng. Rồi thiên đàng nói không được, cút đi. Đi ra khỏi đây, đi xuống. Họ tìm cách để có thêm lãnh thổ. Và thiên đàng bảo vệ lãnh thổ của họ. Vì trong cảnh giới Atula không có biên giới rõ ràng lắm giữa hai cảnh giới cấp Atula khác nhau. Đa số người khi qua đời, họ đi qua các đường hầm và sẽ thấy ánh sáng ở cuối đường hầm. Và những chúng sinh xinh đẹp và quang cảnh đẹp đẽ. Đây là thiên đàng Atula. Nhưng thiên đàng đẳng cấp thứ hai và đẳng cấp thứ ba không đánh nhau, cũng không đánh với địa ngục. Dĩ nhiên, họ cố gắng bảo vệ những chúng sinh khác
hoặc bảo vệ công dân của họ. Nhưng họ không thật sự đánh nhau như chiến tranh ở Iraq hay gì đó. Cảnh giới Atula. Mọi người thích được đẹp, ngay cả các em nhỏ cũng thích được đẹp. Họ cứ mặc quần áo đẹp và khoe với mọi người. Họ mang vào đôi giày cao của mẹ, còn dùng cả môi son của mẹ bôi bẩn khắp chỗ. Một số trẻ em làm việc này, đúng không? Chúng ta muốn đẹp vì chúng ta có những thứ xinh đẹp trên đó. Chúng ta cư ngụ ở một nơi rất xinh đẹp trước khi xuống thế gian này. Cung điện ở đó rất hoàn mỹ, nhiều màu sắc, sáng loáng, rất hoa mỹ, lộng lẫy, và trang phục rất đẹp. Mọi thứ thật vô cùng xinh đẹp và tuyệt hảo trên thiên đàng. Cho nên chúng ta còn giữ lại những ký ức mặc dù đã đến thế gian này. Tiềm thức của chúng ta vẫn còn nhớ những khía cạnh tuyệt vời trên đó. Chúng ta ai cũng thích cái đẹp từ lúc mới sinh ra. Không ai thích điều gì xấu cả. Các con chỉ mặc vào y phục xấu khi không thể tránh được. Cảnh giới của chúng ta mặc dù thấp nhưng đã đẹp rồi. Chẳng hạn như chúng sinh ở cảnh giới Atula rất đẹp, rất xinh đẹp, ngoại trừ những người ở trong vùng đen tối. Vùng đen tối ở cảnh giới Atula là dành cho những người tự dặn chết vì tai nạn, như là tai nạn xe, và những người chết oan. Các con có biết rằng không có sự dẫn dắt của một vị minh sư, không có tu hành và công đức, họ sẽ chìm đắm ở cảnh giới đó với những tư tưởng đau khổ không? Đa số người đi xuống cảnh giới Atula sau khi chết, người không tu hành cùng xuống đó. Chúng ta có thể thấy họ bằng mắt thường, nhưng có thể đi xuyên qua họ như thể họ không hiện hữu. Phẩm chất của họ trong suốt và mềm hơn, không thô như hành tinh chúng ta. Mọi vật ở đó như là vô hình tướng, do một chấn động khác, có vậy thôi. Thí dụ như các con đặt một trái banh ping pong vào trong một nón lá, và nếu các con xoay trái banh nhanh quá thì không thấy được trái banh nữa, phải không? Chúng ta cũng không thể chạm vào trái banh vì nó xoay quá nhanh. Vì trái banh xoay nhanh quá nên chúng ta không thấy được trái banh, mặc dù vẫn là ở đó. Tương tự vậy, chấn động của vạn vật trên cảnh giới cao hơn, nhanh hơn, nên chúng ta không cảm nhận được, mặc dù vẫn ở đó. Phẩm chất của thế giới này khác với cảnh giới bên trên. Mọi vật được tạo ra từ chất liệu giống nhau, nhưng với độ đặc khác nhau. Đó là lý do chúng ta chạm được hay không. Chẳng hạn khi nước biến thành hơi, nước, hơi nước, nước đá cũng từ một vật liệu, phải không? Tất cả đều do nước tạo thành. Những thứ như nước, nước đá, hơi nước được tạo thành khi các con hòa hợp khí hydrogen với oxygen. Chúng có cùng phẩm chất, nhưng chúng ta không thể nắm được hơi nước, đúng không? Dĩ nhiên chúng ta có thể chạm nước và cảm giác rõ hơi lạnh của một viên nước đá. Chúng ta có cùng chất liệu với những gì họ có trên đó, nhưng vì kết cấu không giống nhau nên cũng biến thành khác nhau. Nếu chúng ta muốn trở nên xinh đẹp như chúng sinh trên đó thì phải tu pháp môn Quán Âm để biến cơ cầu của chúng ta thành tiên. Chấn động của Phật Bồ Tát cũng khác. Dần dần chúng ta sẽ trở thành giống các ngài để ở cảnh giới đó. Thí dụ, nước không thể bay lên không trước khi hóa thành hơi, đúng không? Nước bốc hơi, nước đá dĩ nhiên không thể bay lên không vì nước rất nặng. Nước chỉ có thể chảy xuôi xuống mức thấp nhất, không bao giờ chảy lên. Nước phải biến thành hơi mới đi ngược lên được. Nước cần đủ điều kiện, có ánh mặt trời hoặc đun trên bếp lửa để bốc hơi. Tương tự, nếu con người chúng ta muốn thành tiên thì phải đun sôi lực lượng, năng lực bên trong. Sau đó chúng ta mới có thể bay đây đó giống như tiên được. Càng giống tiên thì mới lên trên kia được. Thân Atula. Nếu quý vị sống lâu hay sống vĩnh viễn, chúng ta có thể ở lại giữa biên giới của cõi Atula và cõi Ta Bà và đi tới đi lui.
đi tới đi lui, nhảy qua như biên giới. Tôi không biết làm sao giải thích, có một ngưỡng cửa giữa cõi Atula, tức là thân thể vô hình. Sau khi được gọi là chết đi, thân thể hữu hình phân hủy, nhưng quý vị còn một thân thể khác. Nó trông giống y như thân thể quý vị bây giờ, chỉ là đẹp hơn, hữu dụng hơn, không già đi và trong điều kiện hoàn mỹ. Thí dụ, quý vị mất đi cánh tay ở đây, hay là mũi của quý vị bị méo một bên như vậy. Nhưng sau khi quý vị rời thân thể hữu hình này, quý vị có tay y như trước, mũi quý vị thẳng ở chính giữa đây, và toàn thân quý vị thì hoàn hảo, y như ngày quý vị chào đời. Có người sinh ra với khuyết tật, nhưng ý tôi nói là khi quý vị sinh ra hoàn hảo, thì khi quý vị rời thân thể vật chất và đi vào thân thể Atula, thân thể quý vị là hoàn mỹ, và quý vị sẽ không cảm nhận lập tức sự khác biệt giữa thân thể Atula và thân thể vật chất quý vị đã bỏ lại. Chỉ có điều quý vị thấy, ồ sao trông giống như tôi đang nằm ở đó, và tôi là ai ở đây? Những người không tu đạo, con đường khai ngộ, thí dụ Pháp Môn Quán Âm, sau khi họ chết, một số người rất hoang mang, tưởng rằng có lẽ họ vẫn còn sống. Ý tôi là vẫn còn trong thân thể vật chất. Do đó một số vong linh gọi là ma lẩn quẩn kế bên thân thể vật chất hoặc ở trong căn nhà họ từng sống, cố gắng lấy lại quyền sở hữu của những gì họ đã để lại như ở trong nhà. Cho nên, nhiều khi nếu có người đi vào nhà họ và dùng đồ đạc của họ, họ sẽ giận dữ, đôi khi họ nổi cơn thịnh nộ. Và nếu họ đủ mạnh, họ thậm chí biến ra thành một thân thể vật chất trong vài giây hoặc vài phút, và làm sợ cả nhà, và mọi người la lên, có ma, có ma. Phải, chuyện đó có, điều đó có xảy ra. Hoặc là họ trở lại và mặc dù không thể biến ra thân thể hữu hình, họ sẽ gây rắc rối. Họ tìm cách ném đồ vật trong nhà, hoặc lắc cửa, hoặc rời ghế và đập phá đồ đạc, chén bát và đĩa và tất cả, hoặc khua nồi và vân vân, tạo ra nhiều tiếng động và người ta sợ. Bởi vì họ vẫn còn rất hoang mang, tại sao không ai nghe họ, tại sao không ai nói chuyện với họ, tại sao vợ của họ đã hôn người khác rồi. Điều này thật kinh khủng đối với họ. Và bởi vì họ không còn thân thể vật chất nữa, họ rất mẫn cảm với mọi cảm giác của những người chung quanh họ. Họ có thể đi nhanh, từ thành phố này tới thành phố kia chỉ trong vài giây hoặc trong tích tắc. Và đối với họ, không gian và thời gian không có nghĩa gì mấy, cho nên họ có thể xuất hiện bất cứ chỗ nào, rất nhanh. Đồng thời họ thấy được mọi chuyện, họ cảm nhận được mọi thứ. Chẳng hạn nếu quý vị đang khóc thương họ, họ cảm thấy rất đau buồn. Thí dụ, nếu người chồng vừa qua đời và cả nhà vẫn còn khóc vì ông ta, người vợ hoặc con cái và mọi người đang khóc hoặc không khóc nhưng trong lòng cảm thấy đau đớn bởi vì người chồng vừa qua đời, người cha vừa qua đời. Và rồi linh hồn người không tu hành này sẽ quanh quẩn bên họ, cố gắng ôm họ, an ủi họ và nói với họ rằng tôi vẫn còn đây, tôi vẫn còn đây. Nhưng gia quyến không nghe được, có người nghe, một số người nhà có thể thấy họ. Ý tôi là điều này rất hiếm, hiếm có, nhưng có xảy ra. Cho nên họ vô cùng bực bội và bối rối, rồi họ cảm thấy vô cùng buồn khổ, và họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bởi vì họ vẫn cảm thấy như là khi họ vẫn còn trong thân thể vật chất, và họ không hiểu tại sao mọi sự thay đổi như vậy. Không ai nói chuyện với họ, và họ thậm chí không nhận ra ai đang đứng gần bên hoặc đang ôm mọi người. Cứ làm lơ họ hoàn toàn như vậy. Họ cảm thấy rất bối rối và bực bội. Cho nên đa số người khi họ nói về trường sanh bất tử, họ nghĩ trong cách này. Họ nghĩ ta sẽ sống vĩnh viễn trong thân thể vật chất này, nhưng không phải luôn là vậy. Người tu hành chúng ta, nếu phải đi, chúng ta đi. Chúng ta đã thấy nhiều hành tinh tốt hơn, cảnh giới thiên đàng tốt hơn trong lúc thiền. Chúng ta mong ước rời thân thể vật chất này để đi đến đó càng sớm càng tốt.
cho nên không có vấn đề gì. Chúng ta đều đã chuẩn bị và sẽ không nắng ná trên địa cầu vật chất này. Nếu là người tu hạnh đẳng cấp cao, chúng ta biết có những nơi tốt hơn để đi. Một số người vẫn chưa đến đẳng cấp cao, dĩ nhiên họ vẫn còn rất quyến luyến địa cầu vật chất này. Nhưng những người không tu hành, khi chết đi, họ hoang mang như vậy. Sự cám dỗ của thế giới Atula. Tu hành có nhiều đẳng cấp thấp hơn và đẳng cấp cao hơn. Ở đẳng cấp thấp hơn có nhiều lối ngõ quanh co, cảnh giới Atula chẳng hạn. Nếu không biết mình đang đi đâu, chúng ta sẽ bị lạc. Không phải bị lạc vì không tìm được đường đi, mà lạc trong sự quyến rũ, lạc trong vẻ đẹp của cảnh giới Atula. Vì cảnh giới Atula, mặc dù là cảnh giới thấp nhất của thiên quốc vô hình, nơi đó vẫn rất đẹp, quyến rũ, dễ thương, thậm chí mê hồn. Còn hơn cả vậy, vì nơi đó có thần thông nếu quý vị đạt được. Họ có mỹ nhân. Nữ nhân Atula xinh đẹp, rất xinh đẹp, chẳng hạn như vậy. Và nhà cửa nơi đó rất đẹp và mọi thứ rất thoải mái. Quý vị cũng có thể đi bất cứ đâu trong tích tắc, cảm thấy tự do và đầy lực lượng. Nếu không biết điều gì khác hơn cảnh giới Atula, chúng ta sẽ nghĩ, đúng là đây là tận cùng của mọi hành tinh, đây là cảnh giới tâm linh cao nhất. Và rồi chúng ta bị kẹt lại ở đó. Chúng ta không nghĩ đến nơi nào khác, không muốn biết điều gì khác. Chúng ta quá bận vui hưởng. Mỗi ngày vô số điều để làm, vô số điều để hiểu, để đạt, để học hỏi, để vui hưởng. Chúng ta thậm chí không có thời giờ để nghĩ về bất cứ gì khác. Ở đây, nếu chúng ta muốn đi quán cà phê chẳng hạn, và quý vị sống hơi xa thành phố, quý vị phải lái xe ra ngoài, thậm chí trong thời tiết lạnh lẽo, tuyết rơi, giá buốt để uống một ly cà phê đâu đó, chỉ để ngồi với người ta, xã giao và trò chuyện với bạn bè. Ở thế giới Atula, quý vị đi bất cứ đâu không cần xe, không cần. Quý vị chỉ cần nghĩ là đến đó. Hoặc quý vị có công cụ khác nhanh hơn, không cần xe. Quý vị không cần lâu như vậy, còn tùy quý vị ở đẳng cấp nào. Dĩ nhiên. Cho nên lại còn hấp dẫn bao nhiêu nữa. Và quý vị sống rất lâu, quý vị dường như sống vô tận trên đó. Quý vị không thêm tuổi, không thấy già đi, không bệnh hoạn, không bao giờ biết bệnh tật là gì, thí dụ vậy. Rất hiếm. Dù quý vị có bệnh, họ dùng phương pháp đơn giản và quý vị lành rất nhanh. Cho nên quý vị làm sao có lòng để tìm kiếm điều gì cao hơn thế nữa. Mặc dù ở thế giới Atula, quý vị biết rằng sau vài trăm năm hoặc vài ngàn năm quý vị sẽ chết. Nhưng quý vị vẫn không muốn tìm kiếm đời sống vĩnh hằng. Ngay cả ở đây, dù biết tối đa mình chỉ sống được khoảng 100 năm, chúng ta vẫn không muốn tìm kiếm đời sống vĩnh hằng, đừng nói chi đến cảnh giới Atula. Thế giới Atula. Vấn: Thế giới Atula là gì? Sư phụ: Thế giới Atula là một vùng nơi các linh hồn hiếu động cư ngụ. Khi qua đời, sau khi rời khỏi thân thể này, chúng ta vẫn còn một thân khác, giống hệt như thân thể này. Rồi chúng ta đi đến một thế giới khác. Thế giới đó không có nhục thân. Nơi đó trông giống như thế giới chúng ta, chỉ là xinh đẹp hơn. Đó gọi là thế giới Atula. Tuy nhiên nó không giản dị như vậy. Để tôi nói vắn tắt. Trong cảnh giới Atula có nhiều đẳng cấp. Hơn 100 cái gọi là đẳng cấp hay gọi là quốc gia. Nếu đi lên từng đẳng cấp một, cuộc hành trình sẽ dài vô tận. Có những nơi rất đẹp và có nơi khá ghê rợn. Có những nơi là thiên đàng và có những nơi là địa ngục. Đó là thế giới Atula. Quý vị biết cảnh giới Atula chứ? Thế giới thứ nhất, thế giới vô bóng, hiểu không? Là thế giới đó. Đó là cảnh giới đẹp. Thế giới đẹp. Trông tương tự như thế giới chúng ta, nhưng vô cùng sáng, vô cùng rực rỡ, vô cùng đẹp đẽ, vô cùng tuyệt diệu, vô cùng quyến rũ, vô cùng duyên dáng, vô cùng mê hoặc, vô cùng lôi cuốn, mà quý vị không bao giờ muốn rời thế giới đó. Nếu tình cờ tới đó, quý vị không có minh sư, quý vị sẽ không biết.
Quý vị chỉ muốn ở lại đó mãi mãi và nghĩ đó là thiên đàng tối cao, và không bao giờ nghĩ tới việc rời đi. Nhưng nếu quý vị tới đó, nếu có thiên hướng thích nó, thì minh sư sẽ bịt mắt quý vị và kéo quý vị lên. Đi, 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 đi nào. Đây không phải là chỗ của con. Bởi vì quá đẹp, rực rỡ với ánh sáng và âm nhạc, và bất cứ gì mình muốn là xuất hiện ngay lập tức. Tưởng tượng ở đây mình phải làm việc cho từng giọt nước nhỏ mà mình uống. Trên đó, mọi thứ rất ngon, mọi thứ đều tốt, và thậm chí không phải làm gì để có nó. Trích đoạn từ các bài giảng của Master Thanh Hải Vô Thượng Sư trong các buổi trình chiếu trên truyền hình Vô Thượng Sư.